xin chào tất cả các bạn, mình là Bố ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ thách thức tất cả những cái thử thách từ trên cao rớt xuống để coi coi là mình vỡ bao nhiêu đốt xương nha. All units respond. Ok. Và đứng dậy như là một như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Wow. Ok, bây giờ mình không nhảy qua được cái tòa nhà kia nữa. Bây giờ phải nâng cấp. À, mình phải nâng sức mạnh của mình lên, có thể lực mới nhảy được. Đấy. Rồi à, bay cao hơn này. Ok, ba cái đều level 5 rồi, bây giờ là chắc là nâng thêm được nữa nè. Nâng cấp 6. Cấp 6. Cấp 6 luôn này, 1800 không đủ tiền rồi. Dã man. Ok, nhận ít tiền lại cũng được. Đâu để xem coi. Nó phải thế. Và bây giờ chúng ta nó đập banh chành luôn vậy. Ok. Sao mà ông cảnh sát này ông bảo vệ chứ? Ông chơi những cái pha mà kiểu what? Mình có blocky boy luôn nè. Bây giờ mình muốn có hai nhân vật này mình phải tải game. Wow. Thôi để coi coi siêu anh hùng làm được gì trong cái màn đường ray xe lửa này đây. Cái này giống tàu điện ngầm hơn ấy. Vô. Look at me, I'm flying. Cái đầu bị đập đã thôi đi mà xe lửa nó còn cán mấy chục lần nữa. Ok. Ây da, siêu anh hùng gì đâu kỳ cục vậy. Lại nè. Ok. Vừa kịp mà nó qua được nè mọi người. Let's go. Ủa chỉ có vậy thôi hả? Ai đất ơi. Ở đây ở đâu đây? Má gì mà ném tôi lên lên một cái hòn đảo không có ai vậy? Vô. Trời ơi. Gãy mấy chục đốt xương. Gãy ba xương. Không. Tính ra là cái pha hồi nãy á là tôi đập thẳng vô ngực. Nhưng mà cái chân với cái tay tôi bị chấn thương là sao? Ok. Lần này chắc chắn mình phải được. Ok. Lại nha. Ui, nó bay tới luôn kìa. Oh no, xem tí nữa là tới rồi. Ai à, siêu nhân gì đâu kỳ dục cục ai vậy? Nghĩa là cái pha đó là đập thẳng đầu xuống đất luôn. Nhưng mà nó bị chấn thương ở cái mông. Lạ lùng vậy. Chắc chắn lần này sẽ được. Tôi đã nâng cấp cho cái thanh niên siêu nhân này bay thẳng qua bên kia luôn. Siêu nhân biết bay. Ui, còn điều khiển được kìa. Hả? Đập đầu vô cái cột mà chúng ta có thể lên thuyền được là sao? Wow. Chiếc cầu này. Nhảy thôi. Ui, siêu nhân có thể điều khiển được nè. Siêu nhân, từ, ngã xuống tí. Xem tí nữa là tôi qua được rồi. À, dưới đây có chiếc thuyền nữa. Nhưng mà vẫn thua mọi người. Đắp đứt hơi ngu. Đi được nè. Ủa, cái gì vô lý vậy? Ok, và tôi đã được treo đi đâu rồi? Ok, không thèm xem quảng cáo nữa. Bây giờ chúng ta sẽ qua thêm màn tiếp theo. Đây là bãi biển mọi người ạ. Tiếp tục nâng cấp thôi. Rồi, sẵn sàng chưa? Đi. Sao khởi đầu nhìn ngu vậy? Ok. Sẵn sàng chưa? Bay. Trời ơi, tự nhiên tôi đập đầu vô cái gì ta? Cái bồn bún nước hay là cái bể nước? Ừ. Bây giờ tôi đã nâng cấp mọi thứ lên cấp 100 rồi, để xem. Bây giờ không có gì để ngán đường tôi nữa đâu. Let's go. Ngã xuống này. Nhưng nó đi qua luôn rồi. Nó đi qua luôn rồi là tính là mình thua luôn rồi. Cái gì vậy trời? Ok, lại nha. Bây giờ tôi mà xem quảng cáo tôi được mấy trăm ngàn luôn. What? Ok, bay này. Chậm xuống, ngã xuống một tí. Oh no. Ngã ngu rồi. Ây da. Gãy xương sườn, trời ơi, gãy chân, gãy cái kiểu siêu nhân mà bị gãy xương sao? Nghe nó vô lý kiểu gì vậy mọi người? Lại nè. Lần này chắc chắn sẽ đáp vào cái vòng đó. Ui, nhanh quá. Đây. Let's go. Tiếp đức không được đẹp trai cho lắm nhưng mà ok. Ui, đứng trên chiếc xe limo kìa. Ui. Cái người của ổng còn bự hơn chiếc xe nữa mọi người. Siêu nhân đâu kỳ cục vậy? Cái gì đây? Mày dắt tao xuống địa ngục hả? Đi luôn. Dường như là mình chưa có thể bay được. Không. Tôi bay được. Ok, tôi bay vào dũng lava mọi người ạ. Ok. Đây, để coi siêu nhân làm được gì. Siêu nhân ơi là siêu nhân. Bay nè siêu nhân.
Ok, chỉ cần bể kính là được rồi mọi người, không cần gì phải lo cả. Màn tiếp theo, cái gì đây? Núi tuyết trên tuyết núi. Không cần trượt tuyết luôn, trong khi đó tôi có thể bay được mà. Đây, đụng vào, đấm đầu vào. Quá tuyệt luôn mọi người ơi. Trời ơi, bây giờ tiền nhưng mấy trăm. Ok, gãy xương ở ngoài không gian thì nó nghe nó hơi vô lý nha mọi người. Nhưng mà tôi phải đâu cái chỗ nào để. Ủa trên kia luôn hả? Vậy sao tôi đụng được? Vậy là phải tiếp tục nâng cấp rồi mọi người. À! Tôi không chết đâu mọi người, tôi là siêu nhân mà. Chỉ cái cục gạch này nó bể thôi. Game này nó lừa chúng ta rồi mọi người. Wow, nâng cấp lên 150 rồi, đừng nói lần này tôi bay không nổi nha. Nghe nhìn có vẻ là không nổi thiệt mọi người ạ. No, né cục gạch ra, đúng rồi, né cái thiên thạch ra. Ê, tới mọi người. Bây giờ mình ngã xuống một tí. Tích đức hoàn hảo luôn mọi người. 3 triệu mấy. Trời ơi, tôi làm một cú cái 3 triệu mấy đô, sống tới già luôn mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cái này bay trên trời đây mà. Ok. Ủa, cái đầu tôi đập vô cái đuôi máy bay cái là thui vậy hả? Ok, không sao. Không sao, làm lại. Nhiệm vụ của mình hình như là phải đâm vào cái chui vào trong máy bay mọi người ạ. Không có gì mà gọi là hả có thể ngăn được tôi cả. Ok, thử nha. Máy bay đâu? Đây. Bây giờ chúng ta ngã xuống một tí. Rồi, chui vô. Rồi, no hấp rồi. Bay. Không đập đầu vào được rồi. Chúng ta thua rồi. Vậy là nhiệm vụ này hơi khó nha. Cái gọi là Mission Impossible này nó possible luôn. Nó impossible luôn. A few moments later. Mình đã nâng cấp max hết rồi. Hết tiền luôn. Bây giờ mình sẽ chọn thử Blocky Boy coi. Liệu Blocky Boy có làm được gì hay không đây? Máy bay. Lăn vào được không? Vậy là cái màn này chúng ta phải canh nha. Cho dù các bạn nâng tới 1000 level, các bạn vẫn phải canh. Lần này kỹ một tí nè. Ok, thấy máy bay rồi, ngã xuống một tí. Ok. Bùm. Không tới. Là sao? Màn này chắc là màn khó nhất thế giới rồi. Ây da. Ok. Màn này thực sự rất là khó luôn đó mọi người. Tôi không cách nào, tôi đã chơi đi chơi lại 50 lần. Qua xém tí là qua được rồi. Oh my god, cái màn này chúng ta phải canh sao mà chúng ta đập đầu vào cái tâm điểm đó. Lại nè. Ok, nếu mà không được nữa thì thôi. Màn này khó thực sự. Màn cuối. Làm cái gì đó đi. Ôi không, trễ rồi. Từ. Ok. Được nha. Màn cuối. Cái cuối. À, sao nó không bay tới nhờ. Ok. Tôi biết được nhịp rồi. Ok, lại nha. Cái cuối nè. Không được nữa thôi, nghỉ game. Tôi bảo là nghỉ. Từ. Đây, nó đang hạ ngang xuống này mọi người. Và bây giờ chúng ta cứ cắm đầu vào và... Ủa cái gì vậy? Ôi trời ơi, cái gầm của cái máy bay nó kỳ cục quá vậy. Một lần cuối nữa. Một lần. Hãy cho anh một cơ hội. Ui, cái màn cuối này kiểu nó cũng thách thức quá. Ok, buông nè. Tự nhiên tôi bay tiếp chi vậy? Một lần cuối. Hãy cho anh cơ hội cuối cùng. Không được nữa thì chúng ta chia tay. Chia tay thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Để tôi coi chúng ta còn cái màn nào nữa không? Hay là màn này màn cuối rồi? Từ. Màn này là màn... Màn cuối rồi mọi người. Nó không minh sinh rồi. Màn này là màn cuối rồi. Mình chưa có phá đảo được cái màn này. Nhưng mà tới đây là mình cũng cày hơi lâu rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye. Peace.